Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề những cái câu nói của con gái kém hấp dẫn trong quá trình hẹn hò và yêu đương, để các bạn có thể biết những câu hỏi này chúng ta tránh đi và chúng ta biết là thay vào bằng những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ nói câu gì nó sẽ khiến cho mình được trân trọng hơn và hấp dẫn hơn các bạn nhé. Câu nói đầu tiên mà rất là kém hấp dẫn khi mà chúng ta nói đến chính là cái câu: em sẽ chỉ ở bên người đàn ông nào có thể chăm lo được cho em và chăm lo được cho gia đình mà thôi. Chứ còn một người mà không có điều kiện kinh tế thì thôi em cũng chịu. Đây là một câu nói mà vô tình các bạn cũng có thể nói ra. Thậm chí là các bạn nói trong cái quá trình hẹn hò, các bạn quen một chàng trai, cũng có thể có những chàng trai mà khi đã yêu các bạn rồi, các bạn nói câu này. Bằng cách các bạn nói câu này thì thành ra mình lại là một người đòi hỏi. Thành ra người đàn ông của ta lại bị áp lực. Đương nhiên là cái việc mà chăm lo cho người phụ nữ thì người đàn ông họ luôn luôn nghĩ rằng đấy là trách nhiệm của họ rồi. Thế nhưng mà cái việc mà mình cứ ngồi ở đấy và mình bắt ép và mình mặc định rằng đấy là trách nhiệm của họ thì họ sẽ không thoải mái với điều đó. Mà thay vì cái câu nói này, các bạn có thể nói một cái câu khác mà các bạn vẫn được trân trọng mà lại hấp dẫn vô cùng trong mắt người đấy này. Đấy là các bạn có thể nói rằng: em thực sự rất trân trọng những người đàn ông có khả năng về kinh tế và có thể lo lắng được cho gia đình của họ. Thực sự em rất trân trọng những người đàn ông có ý chí đó. Đấy, cùng với cái ý như vậy thôi, các bạn nói một cách khác, các bạn đã trở thành một người hấp dẫn trong mắt người đó rồi. Ít nhất là họ nhìn thấy cái tầm nhìn của các bạn. À, cô ấy là một người có con mắt nhìn. Và nếu như anh ấy là người mà được bạn chọn là người yêu thì anh ấy cũng cảm thấy rất tự hào, bởi vì mình yêu được một cái cô gái mà mình có cái điểm tốt đấy và cô ấy trân trọng điều đó. Đấy, cho nên là cùng với một ý đấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái cách nói nó khác nhau, làm sao cho nó phù hợp và để người kia cảm thấy thoải mái. Mà không những nghe câu đấy người ta còn muốn cống hiến nhiều hơn cho mình, chứ phải nghe câu đấy người ta cảm thấy khó chịu vì thấy một cô gái không biết cách ứng xử, đúng không các bạn? Thay vì nói những cái câu mà em chỉ thế này, em chỉ thế kia, em cần thế này, em cần thế kia, em muốn thế này, em muốn thế kia, hãy nói rằng em rất trân trọng cái này cái kia. Em rất trân trọng ở người đàn ông cái này cái kia. Người ta sẽ thích cái đó hơn, chứ người ta không muốn là một người ở đấy đòi hỏi các bạn nhé. Câu nói số 2 mà các bạn nói mà sẽ rất là kém duyên và không có được hấp dẫn, đó chính là câu: đàn ông tốt trên đời này hiếm lắm, em không nghĩ là mình đủ may mắn để có thể gặp được người đàn ông tốt đâu. Câu nói này có thể là có những bạn đã từng tổn thương, từng bị tổn thương trong quá khứ, hoặc là từng có một người đàn ông không thể làm cho các bạn hạnh phúc và rồi các bạn mất niềm tin vào tình yêu. Thế là gặp một người tiếp theo sẽ đến trong cuộc sống của các bạn và các bạn nói như vậy. Khi các bạn nói câu này thì đa phần những người đàn ông thì họ sẽ sợ và họ sẽ tránh xa mình, họ không dám tiếp cận mình. Bởi vì họ thấy là cô này không có niềm tin vào tình yêu, không có niềm tin vào một người đàn ông tốt. Nghĩa là cô ấy mặc định đây, cô đang gặp mình đây cũng là một người đàn ông không tốt, đúng không? Thì người ta sẽ không thích như vậy. Mà thay vì nói cái câu đấy, các bạn hãy nói câu này: mặc dù trên cuộc sống này cũng có những người đàn ông sở khanh và không tốt và em cũng đã từng gặp họ, nhưng em tin là trên đời này vẫn còn rất nhiều những người đàn ông tốt và tử tế và chân thành trong tình yêu. Đấy, chính cái việc các bạn nói cái câu này, người đàn ông kia người ta sẽ mặc định là cô ấy nhìn mình như một người đàn ông tử tế, bởi vì bây giờ cô ấy đang nói chuyện với mình đây, đang tìm hiểu về mình đây, và có thể mình sẽ là người yêu của cô ấy, hoặc là người đàn ông đấy đang là người yêu của bạn. Khi được nghe câu nói này, người ta sẽ cảm thấy được an ủi, người ta sẽ cảm thấy được thoải mái, cảm thấy được tự hào, bởi vì cô ấy nhìn mình như một người đàn ông tử tế và được cô ấy chọn cho cuộc sống của cô ấy. Cô không phải là một người mất niềm tin. Bằng cái cách này, anh ấy có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Cái thứ hai nữa, các bạn còn thể hiện cho anh ấy một cô gái có cái niềm tin vào cuộc sống, có những nguồn năng lượng tốt, chứ không phải là một cô gái tiêu cực và không có niềm tin. Đó, cho nên hãy chú ý cái cách mà bạn nói chuyện và giao tiếp với anh ấy nhé. Câu nói số 3 mà khiến chúng ta kém hấp dẫn, đó chính là bạn luôn miệng nói rằng cuộc đời này là bể khổ, áp lực trong cuộc sống, gia đình, tình yêu, công việc khiến em muốn phát điên. Đương nhiên đôi khi trong cuộc sống với những cái thăng trầm, các bạn sẽ có lúc các bạn nghĩ như thế thật. Nhưng mà việc các bạn cứ thường xuyên nói những cái câu này với một chàng trai mà các bạn đang quen, hoặc là một chàng trai là người yêu của các bạn, người ta cảm thấy mệt mỏi lắm. Cuộc sống của người ta cũng tràn đầy những cái điều gọi là tiêu cực và những cái điều khó khăn rồi. Mình không tiếp thêm cho người ta được sức mạnh gì mà mình còn tiếp thêm nhiều những cái nguồn năng lượng tiêu cực nữa, thì người ta sẽ không cảm thấy mình hấp dẫn. Mà thay vì nói câu đấy, các bạn sẽ nói câu này: cuộc sống thì luôn luôn có những thăng trầm, em không mong muốn là cuộc sống của mình sẽ bằng thẳng, phẳng phiu và không có bất kỳ một khó khăn nào hết. Em chỉ mong là em sẽ có đủ khả năng và đủ năng lực để có thể vượt qua những cái khó khăn đó thôi.
Đấy, chính vì việc các bạn nói như vậy, cùng với một sự việc xảy ra, hai câu nói khác nhau, nó thể hiện hai cái tư thế và hai tinh thần hoàn toàn khác nhau. Các bạn nghe, các bạn cũng đủ thấy là cô gái nào sẽ là người hấp dẫn chàng trai đó rồi, đúng không? Một cô gái tràn đầy cái nguồn năng lượng, cái sự suy nghĩ tích cực vào cuộc sống, muốn phấn đấu, muốn vươn lên, nó khác, nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn hãy chú ý cái câu này nhé. Đương nhiên mình biết là các bạn con gái ý, thường là con gái thì sẽ có cái cảm giác là ồ, những lúc mình buồn, những lúc mình mệt, những lúc mình áp lực, mình sẽ cứ than vãn nó thật nhiều, thì người yêu của mình có thể là đang lạnh nhạt với mình thì sẽ thương mình, yêu mình, sẽ an ủi mình. Ví dụ thế, các bạn dùng nó để thu hút sự quan tâm từ người kia, để người ấy thương mình và để người ấy quan tâm tới mình. Đương nhiên trong mối quan hệ tình yêu đã là người yêu của các bạn thì các bạn có thể chia sẻ những cái nỗi buồn, nhưng đừng bao giờ lúc nào cũng là như thế. Nhiều như thế thì nó sẽ không tốt. Nó chỉ như một loại gia vị ấy, các bạn biết không? Gia vị thì chỉ cho một chút chút thôi, còn nếu cho nhiều nó sẽ không còn là cái món ăn ngon lành nữa. Cho nên các bạn phải chú ý và đừng bao giờ cứ luôn luôn truyền những cái nguồn năng lượng tiêu cực trong cuộc sống. Hãy nhớ những cái thứ tiêu cực trong cuộc sống này nó chỉ như một loại gia vị thôi, đưa vào trong cuộc sống của bạn để làm phong phú thêm cuộc sống của các bạn thôi, chứ nó không thể nào mà là nguồn năng lượng chủ đạo trong cuộc sống của bạn được. Mà muốn là một người hấp dẫn, các bạn phải có những nguồn năng lượng tích cực, không phải là luôn luôn, nhưng nó phải là một nguồn năng lượng chủ đạo các bạn nhé. Câu nói số 4 mà khiến chúng ta sẽ kém hấp dẫn trong mắt đàn ông, đấy chính là cái câu nói mà tại sao mấy ngày rồi anh không nhắn tin cho em, anh không tôn trọng em, có đúng không? Đấy, nhiều khi ấy, các bạn cứ buộc tội cho người đàn ông là không nhắn tin cho các bạn thì tức là không tôn trọng các bạn. Mà các bạn không biết được rằng lý do tại sao người ta lại như thế. Bởi vì sao? Các bạn sẽ trách móc, các bạn sẽ nói rằng nếu mà không nhắn tin hoặc có vấn đề gì thì phải nói một câu, bảo là không nhắn tin trong mấy ngày thì tôi còn biết, thì nó cũng thể hiện là anh tôn trọng tôi chứ, đúng không? Nhưng các bạn không nhìn thấy cái đằng sau đó. Nếu anh ấy có nói với bạn rằng à, một tuần tới đây anh sẽ không nhắn tin cho em đâu, bạn có chịu đựng được không? Hay là các bạn lại nổi cơn tam bành lên, xong rồi các bạn mắng người ta, các bạn nói người ta là tại sao lại như thế, em không chấp nhận như vậy đâu, anh là người yêu kiểu gì vậy, tại sao lại ứng xử như thế. Đấy, chính những cái điều đó là làm cho người đàn ông mệt mỏi các bạn ạ. Người ta mệt mỏi đến cái độ mà người ta không dám nói với bạn suy nghĩ của họ luôn á. Cho nên các bạn phải hiểu, khi một người đàn ông mà không nhắn tin cho các bạn trong nhiều ngày, các bạn cần tìm hiểu lý do tại sao lại như thế. Phải hiểu cái tâm lý của người ta thì mình mới xử lý được cái vấn đề này. Đôi khi các bạn sẽ phải chấp nhận rằng mình sẽ bị lạnh nhạt như thế. Mình phải có bản lĩnh, mình phải thể hiện bản lĩnh của mình trong những lúc như thế chứ. Bây giờ mình đòi hỏi thì mình sẽ có thứ mình muốn à? Không. Giống như việc bây giờ các bạn vào siêu thị ấy, các bạn rất thích một cái bánh quy ở trong đấy nhưng mình không có tiền. Bây giờ mình cứ ngồi đấy mình đòi bánh quy thì người ta phải cho mình à? Không các bạn ạ. À. Thế cho nên người ta làm cái gì ấy thì cũng phải có lý do của người ta. Đừng ngồi đấy và đòi hỏi và nghĩ rằng người ta phải làm gì đó cho mình. Nếu người ta tốt với bạn, người ta chân thành với bạn, người ta nhiệt tình với bạn, chắc chắn phải có lý do. Cho nên thay vì việc ở đó và đòi hỏi, hãy biến mình trở thành một người hấp dẫn, có lý tưởng sống, có ước mơ, có mục đích đến trong tình yêu. Đấy là cái hướng mà các bạn đi, các bạn cứ đi theo con đường đấy rồi các bạn sẽ có hạnh phúc. Chứ không phải ở đây và cứ khống chế cuộc sống của người ta và bắt người ta phải thế này thế kia thì mình mới có hạnh phúc. Như vậy thì rất là mệt mỏi. Và cái câu số 5 mà con gái nói khiến cho con gái rất là không hấp dẫn trong mắt đàn ông, đó chính là câu rút cuộc thì anh cần thời gian bao lâu. Có thể là các bạn tỏ tình với anh ấy, các bạn hỏi anh ấy cần bao lâu để đưa ra câu trả lời. Có thể là anh ấy lạnh nhạt với bạn trong một thời gian và các bạn hỏi là rút cuộc thì anh cần bao lâu. Hoặc là các bạn chia tay, hoặc là các bạn đòi chia tay nhưng sau đó các bạn hối hận, các bạn muốn quay lại và các bạn hỏi là nhưng mà người yêu của các bạn chưa sẵn sàng để quay lại, thì các bạn sẽ hỏi là rút cuộc thì anh cần bao lâu thế để anh quay lại với em. Đây là những cái câu hỏi thực sự không nên hỏi. Và khi các bạn hỏi, các bạn mất sức hấp dẫn vô cùng. Các bạn ép buộc người ta, các bạn gây sức ép cho người ta. Các bạn làm người ta mệt mỏi. Người càng làm cho người ta mệt mỏi, người ta càng chạy khỏi các bạn. Người ta càng không muốn ở bên các bạn hơn. Người ta càng không thấy mình hấp dẫn hơn. Cho nên đừng bao giờ hỏi những cái câu này. Thay vì chỉ biết nghĩ đến mình, mong muốn của mình là được nhiệt tình, được quan tâm, hãy nghĩ xem người ta đang muốn gì, người ta đang cần gì, điều gì sẽ làm người ta hạnh phúc, điều gì sẽ làm người ta thoải mái. Đấy, các bạn cần phải biết rằng trong tình yêu này các bạn có thể cống hiến cho người ta cái gì, chứ không phải chỉ ngồi đấy và nghĩ rằng à mình phải được quan tâm, à mình phải được chăm sóc, mà anh cần bao nhiêu thời gian để em còn biết đường mà em chuẩn bị, thì rất mất sức hấp dẫn các bạn ạ. Cho nên đừng bao giờ mắc phải những cái sai lầm này các bạn nhé. Nó sẽ khiến cho các bạn không chỉ không hấp dẫn trong mắt người đấy mà còn khiến cho người ấy không muốn ở bên cạnh mình nữa, và người ta sẽ phải chạy các bạn ạ.
Mình hy vọng rằng những cái lỗi sai trong ứng xử hôm nay mình chỉ ra thì sẽ giúp cho các cô gái không mắc phải những cái sai lầm này và trở thành một cô gái hấp dẫn trong mắt những người đàn ông các bạn yêu nhé. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, chị có thể cho em một lời khuyên được không ạ? Em đang cảm thấy bế tắc lắm. Em và bạn trai quen nhau được 2 năm. Hơn 1 năm đầu, bạn ấy rất yêu và chiều em. 6 tháng gần đây, bạn ấy vẫn yêu chiều, nhưng em thấy bạn ấy bắt đầu ưu tiên bạn bè của anh ấy nhiều hơn. Khi nào em đòi đi chơi hay gặp thì bạn ấy mới chủ động, còn không thì em cũng ít thấy bạn ấy chủ động hẹn em. Em khá kiểm soát và ghen nên anh đã chia tay em. Sau 2 năm yêu nhau, anh nói là anh mệt mỏi, muốn một mình, muốn tự do. Anh nói xin lỗi vì đã không giữ lời hứa để yêu em đến cùng. Em buồn lắm chị ạ. Vừa chia tay em 1 tuần thì thông qua bạn bè, em biết được anh đang gắn kết với một bạn nữ. Bạn nữ này là bạn chung của anh và một người bạn thân nam. Trong suốt 2 năm yêu nhau, em không hề biết anh có mối quan hệ này. Bạn nữ ấy tỏ ra rất hiểu anh. Trong khi 2 năm quen em không hề biết sự hiện diện của bạn nữ ấy. Sau khi chia tay thì hai người họ bắt đầu nhắn tin. Em đi xem bói thì thầy bảo anh chán và hết yêu em rồi. Bọn em không có duyên nợ. Lần này anh kiên quyết bỏ em và thấy nói bạn bè cứ gắn ghép như vậy thì người yêu em và bạn nữ ấy sớm muộn cũng sẽ dính lấy nhau. Em thấy buồn vì anh vừa bảo muốn được tự do, nhưng chia tay em thì đã vội nhắn tin vui vẻ với người khác. Story nào em đăng anh cũng vào xem. Em có up một story cho anh, biết rằng em đã biết anh có người mới, thì anh đã up lại story nói em là không biết, không có lỗi nhưng đừng vội đưa ra kết luận. Bạn nữ kia thì khá thả thính, còn bạn trai em thì rep kiểu chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Em thực sự không biết em nên thực hiện 5 bước để quay trở lại với người yêu cũ hay nên quên luôn đi ạ. Em còn thương anh, và theo chị thì em có nên tin vào lời thầy bói không? Vì thầy xem bọn em không hợp, xem bảo anh là trai đểu. Lúc em quen anh, bạn bè anh cũng không ủng hộ, bảo anh là người không tốt. Nhưng em tin bản thân em cảm nhận anh rất thương em. Nhưng hiện tại em không biết là nên như thế nào. Em hy vọng chị đọc được tâm sự và phản hồi giúp em. Em cảm ơn chị. Em thân mến, một trong những cái điều kiện để áp dụng 5 bước quay trở lại với người yêu cũ đấy chính là người yêu của em chưa có một người mới. Chưa có người mới thì em vẫn còn có cơ hội, vẫn cứ tiếp tục thực hiện 5 bước đấy. Nhưng một khi mà em phát hiện ra anh ấy có người khác thì đấy là lúc em phải dừng lại ngay. Khi đấy tình yêu của em nó không còn trọn vẹn nữa rồi. Và lúc đấy em áp dụng để anh ấy quay lại thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì một khi người ta đã có người khác mà người ta đòi quay lại với em, cầu xin cơ hội quay lại với em, chị cũng không khuyến khích rằng em nên chấp nhận. Vì tình yêu không còn trọn vẹn và em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn. Bởi vì trong tình yêu ai cũng có sai lầm hết. Em có sai lầm, anh ấy cũng có sai lầm. Chúng ta không phải là những người hoàn hảo. Nhưng quan trọng là nếu chúng ta còn muốn ở bên nhau sau tất cả thì chúng ta phải gìn giữ bản thân. Còn nếu như chúng ta có một người khác rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay trở lại với người yêu cũ nữa. Bây giờ thì đối với em mà nói, em vẫn còn hoài nghi về mối quan hệ đấy. Chứ không ai nói chắc rằng bây giờ anh ấy đã có người khác rồi, đúng không? Thì em vẫn có cơ hội, em vẫn tiếp tục thực hiện 5 bước để quay trở lại với người yêu cũ. Thay đổi cái tính của bản thân đi, đừng có ghen tuông vô cớ, kiểm soát quá mức. Bởi vì em cứ ghen tuông và kiểm soát quá mức thì sớm muộn gì tình yêu của em cũng bị chết vì ngộp thở, đúng không? Rút kinh nghiệm đi, bây giờ mình mất đi tình yêu này rồi thì mình sẽ phải rút kinh nghiệm để mình thay đổi. Mình không thể nào tiếp tục như xưa được nữa. Xem thêm nhiều video của chị để biết cách ứng xử với người mình yêu khi người ta lạnh nhạt với mình. Khi người ta có người khác, làm thế nào để người ta chung thủy với mình? Làm sao để người ta tự kiểm soát bản thân mà em không cần phải kiểm soát người ta? Hãy xem thêm cái video của chị có tên là làm sao để đàn ông tự động chung thủy với bạn, làm sao để anh ấy chung thủy với mình. Em chỉ cần điền cái tiêu đề thôi thì thả ra hàng loạt các video của chị. Xem đi, rồi biết làm thế nào để không phải kiểm soát, không phải ghen tuông, vẫn được yêu, được trân trọng rất nhiều, vẫn được chung thủy rất nhiều nhá, không phải kiểm soát. Việc của em chỉ là có tiêu chuẩn, chia sẻ tiêu chuẩn với anh ấy, và nếu anh không xứng, anh bước ra khỏi cuộc đời em, vậy thôi nhá. Mình yêu thì mình yêu thật đấy, nhưng mình nâng lên được thì mình cũng hạ xuống được. Ai xứng đáng thì mình nâng lên, mà ai không xứng đáng mình hạ xuống, mình buông bỏ. Em có nói với chị là em có nên tin thầy bói không? Câu trả lời của chị là không bao giờ nên tin thầy bói. Thầy bói mà giỏi thế, thầy bói mà siêu thế thì thầy bói không cần là thầy bói nữa. Liệu sự như thần ấy, làm gì cũng đúng, làm gì cũng thành công á, nói gì cũng đúng ấy, thì người ta không cần là thầy bói. Và những người mà lắng nghe thầy bói thì chỉ vì người ta không tự tin vào cuộc sống của mình.
không tự tin làm chủ cuộc sống của mình thôi. Bởi vì con người ấy, sinh ra nó có vận mệnh của mình. Chị có thể tin là chúng ta có mệnh của chúng ta. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng thay đổi cái tư duy, thay đổi cái lối nghĩ. Thế cho nên là em cứ tiếp tục cái hành trình của mình đi. Hành trình quay trở lại với người yêu cũ. Ngày nào anh chưa có người mới, hãy cứ tiếp tục. Còn anh một khi biết được rằng anh ấy đã bắt đầu mối quan hệ với một người khác thì thôi, mình kết thúc. Mình cho nhau lối đi riêng để mình đi tìm kiếm cái hạnh phúc nó thực sự thuộc về mình. Còn bây giờ ấy, đừng có cái gì cũng đăng lên trang mạng xã hội nữa. Bây giờ em hãy trầm lại đi, em hãy trầm tĩnh lại đi, ít lên mạng xã hội thôi, rồi dành cho mình thời gian để thực sự ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra. Tại sao mình lại mất đi cái tình yêu này? Làm sao để mình sửa? Mà một khi mình đã biết cái lỗi sai của mình sửa, mình phải sửa triệt để. Rất là nhiều bạn sau khi mất đi tình yêu xong rồi lại được người ta tha thứ rồi quay lại, nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy. Mình sai mình vẫn tiếp tục sai, bởi vì người ta nghĩ rằng người ta ngày nào cái người yêu vẫn còn ở bên mình, người ta không sửa. Cho đến khi không còn cơ hội nữa thì bắt đầu mình hối tiếc và mất đi người yêu. Cho nên bây giờ chị nghĩ rằng em vẫn còn có cơ hội. Anh ấy chưa có người mới. Mối quan hệ với cô gái kia, em không cần cân nhắc cô gái kia là ai. Không cân nhắc để làm gì cả. Quan trọng là gì? Quan trọng là người yêu em. Nếu người yêu em còn muốn dành cơ hội cho cả hai bọn em, anh ấy không được phép có người mới. Có đây có người mới thì thôi, xin mời anh hãy cứ bước đi và có hạnh phúc. Em không quan tâm đến cái hạnh phúc của anh nữa. Còn nếu như có thể là anh ấy trong cái thời gian này, anh muốn dừng lại để cho em thực sự nhìn lại bản thân mình, cũng như cho em có cơ hội để em thay đổi bản thân mình, và sau đấy vẫn có thể trở lại bên nhau, thì em hãy thực sự thay đổi đi. Em vẫn có cơ hội chứ không phải là không. Mà kể cả không có cơ hội với chàng trai này, cái sai của em vẫn phải sửa. Chứ đừng bao giờ vì thầy bói nói là không đến được với nhau xong từ bỏ luôn nhá. Hạnh phúc của em mà để thầy bói quyết định thì em sẽ không bao giờ có hạnh phúc được đâu. Em ạ, em mới là người quyết định hạnh phúc của mình, không phải là thầy bói. Học thêm những cái video của chị về cái chủ đề làm sao để người đàn ông không thể rời xa mình được, làm sao để người đàn ông luôn luôn yêu thương mình, làm sao mình luôn có giá trị cao trong mắt đàn ông, bỏ qua gạt đi tất cả những cái điều ví dụ ghen tuông kiểm soát. Thực sự cái sự ghen tuông kiểm soát nó thể hiện là mình quá kém hấp dẫn, mình quá không đủ bản lĩnh, mình không có đủ tự tin về bản thân mình thì mình mới phải ghen, mình mới phải kiểm soát người ta thôi. Em nhá, hãy nhớ này, em là một món quà của cuộc sống. Em dành cho anh những cái điều tuyệt vời nhất, nhưng em chỉ dành cho anh ngày nào anh còn là của em mà thôi. Còn nếu anh quyết định đi đến với một người khác, em sẽ quyết định rằng em dành cái điều tuyệt vời này cho một người tiếp theo sẽ đến trong cuộc sống của em. Hãy biết rằng nếu không phải là anh này thì sẽ là một người tuyệt vời hơn, sẽ xảy đến trong cuộc sống của em. Người ta cần em hơn, người ta tốt với em hơn, người ta tuyệt vời hơn. Để không nuối tiếc thì còn nước mình còn tát. Nhưng một khi đã đến giới hạn thì mình sẽ bước đi. Và một khi em đã thay đổi, em sẽ có hạnh phúc với một người tuyệt vời hơn. Bởi vì mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Em đã thay đổi để tốt lên rồi, em sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn. Hy vọng em sẽ thay đổi và rồi sẽ có hạnh phúc. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, chị ơi, em đã xem nhiều video của chị và em đã thay đổi nhiều lắm ạ. Nhưng có một điều là bạn trai em hay đi nhậu, em có góp ý nhẹ nhàng nhưng không được. Đến một lần thì hai đứa cãi nhau, em im lặng một thời gian rồi đợi khi bình tĩnh lại mới nói chuyện với anh ấy. Sau khi nói chuyện, anh ấy có thể hiện là anh ấy thấy được lỗi sai, là do anh ấy vô tâm, ích kỷ, chỉ nghĩ tới cảm giác của bản thân. Nhưng anh ấy nói là anh không sửa được, sợ sẽ tiếp tục làm em tổn thương. Em cũng thể hiện là em có lỗi, nói dừng lại để anh không khó xử. Sau đó anh ấy im lặng, em không hiểu là anh im lặng như vậy là sao ạ? Là anh ấy thấy anh sai, thấy em không có lỗi, sợ em tổn thương mà anh lại không thay đổi, không giữ em mà vẫn buông tay ạ? Giờ hai đứa em đều im lặng, em nên tiếp tục như vậy hay nhắn tin cho anh ấy ạ? Em thân mến, em yêu một người đàn ông mà có sở thích là nhậu. Mặc dù anh ấy biết như thế là sai, nhưng anh ấy không có ý định thay đổi. Em ạ, đơn giản là vì thứ nhất là đấy là một cái sở thích nó rất lớn của anh ấy, anh không thể sống thiếu nó được. Cái thứ hai là tình yêu với em nó cũng không đủ lớn để bắt anh ấy phải thay đổi cái điều đấy. Thế vậy em phải đối mặt với cái sự thật này đi. Để em mặc dù yêu anh ấy thì yêu anh ấy thật đấy, nhưng mà lâu dài với nhau thì có lâu dài được hay không? Bây giờ chị biết là em vẫn còn yêu anh ấy, em muốn là anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng mà thay đổi một con người đâu phải là dễ. Hơn nữa là nó là cái thứ nó ngấm sâu vào trong một con người rồi.
trong một cái video chị có chia sẻ là kiểu người đàn ông mà tuyệt đối không nên gắn bó trong cuộc đời đấy là một người mê rượu em ạ, mê nhậu, tức là một người người ta nhậu cũng được nhưng là sẽ phải biết giới hạn ở đâu. Em chỉ có hạnh phúc với một người đàn ông mà người ta coi gia đình là quan trọng hơn chứ không phải là coi cái bàn nhậu là quan trọng hơn. Bây giờ bọn em yêu nhau, vấn đề nó chỉ là khiến cho em bực mình thôi, nhưng sau này lấy nhau nó sẽ là một vấn đề rất lớn. Em nghĩ mà xem, cả ngày em cứ ở nhà, ngày em đi làm tối em về nhà, chồng em đi nhậu không chưa về, một mình em ôm con cô đơn biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu. Hơn nữa này, còn ví dụ người ta uống say về người ta còn lải nhải xong rồi cắn cãi nhau, xong rồi thậm chí là rượu vào khi người ta còn động tay động chân nữa chứ, đúng không? Đấy là những cái viễn cảnh khi mà em yêu một người nhậu, một người yêu nhậu thì chắc sẽ có lúc người ta say đấy, đúng không? Cho nên là cái giai đoạn bọn em yêu nhau là cái giai đoạn em nhìn nhận xem người đàn ông đấy có phù hợp để mình tiến tới hay không, chứ không phải là chỉ vì mình yêu người ta mà mình chấp nhận hết những cái điều này để rồi sau này mình sẽ phải đau khổ. Chị không có nói rằng em phải từ bỏ anh ấy, nhưng mà cái việc từ bỏ hay tiếp tục nó là do em quyết định. Chị chỉ đưa cho em một cái viễn cảnh để em nhìn thấy rằng sau này nếu yêu anh ấy lâu dài thì mình sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề như thế nào thôi, đúng không? Anh này không đủ yêu em, không đủ yêu em để anh ấy có động lực để thay đổi. Đến bây giờ yêu em mà anh không có ý định thay đổi chẳng bao giờ về lý do là lấy em rồi mà anh ấy thay đổi đâu. Và chị cũng không biết cái mức độ mà yêu nhậu của anh ấy đến mức độ nào. Chính em sẽ phải là người nhìn nhận xem một người đàn ông như thế mình có thể gắn bó lâu dài hay không. Còn cái việc mà anh ấy im lặng, tại sao anh ấy im lặng, em có thể biết được rồi mà, đúng không? Tại vì em muốn dừng lại, anh ấy cũng không muốn tiếp tục nữa nên anh ấy dừng lại. Cho nên bây giờ em hỏi chị một câu là em nên nhắn tin tiếp cho anh ý hay là em sẽ dừng lại tiếp tục im lặng, nó phụ thuộc hoàn toàn vào em, đúng không? Người muốn dừng lại là em, không phải anh ý, đúng không? Có phải là anh ý bảo là thôi anh chia tay với em đâu, là tự em muốn dừng lại mà. Còn nếu như em yêu anh ấy, em không xác định không thể sống thiếu anh ấy thì em phải chấp nhận. Em phải chấp nhận rằng em sẽ yêu một người đàn ông yêu nhậu hơn người con gái của mình. À, anh ấy có thể từ bỏ em chứ anh ấy không thể từ bỏ nhậu được. Thì điều đấy cũng chứng tỏ rằng em vị trí như thế nào so với cái việc nhậu trong trái tim của anh ấy mà, đúng không? Thì mình phải đối mặt với cái việc đấy để sau này mình nghĩ xem mình yêu anh ấy rồi mình lấy anh ấy mình có chấp nhận được không. Không chấp nhận được thì mình xem lại và mình dừng lại ở cái khoảng thời gian này để xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Sau một thời gian nữa, liệu anh có liên hệ với em và nói với em rằng anh sẽ thay đổi không, hay là anh tiếp tục như vậy? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì chị nghĩ rằng không có lý do để em tiếp tục đâu. Bởi vì để hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân nó cần rất là nhiều yếu tố, nó cần sự xây đắp của cả hai người. Nếu chỉ một mình em muốn xây đắp thôi thì nó chẳng có cái tác dụng gì cả. Chị biết rằng em cũng cố gắng để xây đắp, em cũng dành những cái thời gian mà bình tĩnh nhất để chia sẻ với anh ấy, để nói chuyện với anh ấy, để cải thiện cái điều mà anh ấy làm. Nhưng mà thực sự anh ấy không hề có ý định thay đổi. Mà chị nghĩ thật đấy, trên đời này những cái người nghiện, ví dụ nghiện rượu này, nghiện cờ bạc này, nghiện những cái thứ khác này, rất khó để người ta thay đổi. Hiếm người có thể thay đổi được lắm. Mình cân nhắc thật là kỹ, mình chấp nhận được thì mình yêu, mà không chấp nhận được thì mình sẽ phải dừng lại. Chứ không bắt em phải yêu một người khác ngay, nhưng mà dừng lại để xem anh ấy có thể thay đổi về mình hay không nhá. Thì đấy là lời khuyên của chị. Nhưng mà theo quan điểm của chị ấy, thì chị nghĩ là một khi đã yêu ấy, là chúng ta phải có một người đàn ông coi mình quan trọng hơn những cái thú vui của anh ấy. Mình không có bắt anh ấy là không được phép nhậu, anh vẫn có quyền nhậu, đúng không? Nhưng nhậu nó chỉ là giải trí thôi. Giải trí nó có đặc điểm là thỉnh thoảng thôi, chứ không phải là lúc nào cũng như thế. Cho nên chị muốn em cân nhắc thật là kỹ. Mình xứng đáng với một người đàn ông coi mình là quan trọng trong cuộc sống của anh ấy. Anh ấy yêu mình, anh ấy quan tâm chăm lo cho cảm xúc của mình thì mình cũng quan tâm chăm lo cho cảm xúc của anh ấy. Anh ấy thích nhậu, ok, thỉnh thoảng em cũng tạo điều kiện để anh nhậu. Thậm chí là em còn muốn anh đi chơi với bạn bè để anh giải stress, để anh thoải mái hơn nữa chứ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chị cũng biết mức độ thích nhậu của người yêu em là đến mức độ nào, nhưng mà chị muốn em hiểu là nếu như mà anh ấy nghiện rượu ấy, thì đấy là một cái vấn đề rất lớn đấy em ạ. Rất là nhiều các gia đình ấy rơi vào bạo hành này, rơi vào tan nát này cũng chỉ vì rượu mà ra. Khi người ta say rượu, tức là khi người ta không kiểm soát được hành vi của mình, sẽ gây ra những cái hành động mà khi tỉnh táo lại người ta sẽ thấy rằng ồ, người ta không nên làm như thế. Và đấy là những hành động sai trái. Cho nên là chị hy vọng rằng em sẽ cân nhắc thật là kỹ. Bởi vì một khi yêu là con gái, chúng ta luôn hướng tới một cái tương lai lâu dài. Người ta là người yêu bây giờ và sau này sẽ là chồng mình. Thế em có thể chấp nhận là một người chồng như thế hay không nhá? Còn nếu như cái mức độ của anh ấy chỉ là thích thôi, anh hoàn toàn có thể bỏ được, chứ không phải ở mức độ nghiện rượu,
thì em có thể cân nhắc thêm, và cũng có thể là anh ấy im lặng với em bởi vì á là anh cũng chán em nữa. Chán là bởi vì em cứ luôn trách anh ấy vô tâm. Đúng, có thể người đàn ông người ta thấy vô tâm thật, nhưng người ta vô tâm với một người con gái còn một lý do nữa, đấy là người con gái này không cho người ta có cảm giác người ta muốn yêu thương, người ta muốn dành thời gian cho, và người con gái này khiến cho người ta cảm thấy chán. Đấy, để người đàn ông như thế mình có chấp nhận hay không? Mình chấp nhận thì sau này mình không thể nào mà suốt ngày mình than vãn được, đúng không? Anh ấy cũng nói rõ ngay từ đầu anh không có ý định thay đổi, anh không có ý định thay đổi cái việc mà anh ham vui, anh ham nhậu. Quan điểm của chị bây giờ là chị nghĩ nhá, chị còn nếu như là chị ấy, nếu là chị thì bây giờ chị sẽ im lặng, chị sẽ im lặng và sẽ không liên hệ với anh ấy nữa, cho đến khi anh ấy nhận ra rằng chị là quan trọng, cho đến khi anh ấy nhận ra rằng em là quan trọng, anh muốn thay đổi vì em, anh ấy thấy là anh không muốn bỏ lỡ một người con gái như này trong đời, anh muốn thay đổi, thì lúc đấy em có thể dang rộng vòng tay để đón anh ấy trở lại và hỗ trợ anh ấy, giúp đỡ anh ấy cùng thay đổi. Đấy là cái tư duy của mình. Còn nếu như sau một thời gian nữa mà anh ấy cũng không nhắn tin cho em, cũng không nói chuyện với em, cũng không có ý định thay đổi gì hết, thì chị nghĩ rằng em cứ nên bước đi sống cuộc sống của mình thôi. Em không cần phải ép bản thân phải yêu ngay một người khác, nhưng hãy cứ thoải mái để mở lòng mình và biết rằng mình xứng đáng với một người đàn ông có thể cho mình hạnh phúc, coi mình là quan trọng trong cuộc sống của anh ấy, cùng mình xây đắp nên một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc sau này nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.